viên. Năm học này tôi bắt đầu bước vào thời kỳ thứ tư và đứng trước thời gian đó tôi đều được ban giám hiệu phân công cho công tác thực hiện. Đã năm ngắn ngủi nhưng cũng làm được tôi trưởng thành hơn, học hỏi và được nhiều kinh nghiệm hơn trong dạy học cũng như trong công tác chủ nhiệm của mình. Và trong suốt tháng năm đó tôi vừa dạy học vừa làm người mẹ thứ hai của các em. Vì các kỷ niệm buồn vui rượu cô ấy trò để làm lại cho tâm trí tôi. Câu chuyện tôi sắp kể ra sau đây cũng là một kỷ niệm mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ quên được. Một kỷ niệm có nghĩa là nhiều người đã thành nghề. Năm học 2013-2014, tôi được công tác chủ nhiệm lớp 6D. Nhận định của tôi mang tôi về với ông là sự khá nhiều hơn. Và có ý thức theo ông học tập, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số em người lớn đến định và chưa có ý thức trong học tập. Nhưng người này tính toán và tốt trẻ để học đầu tiên trong việc là tôi thực hiện người ta cũng xảy ra một tình huống đặc biệt. Một em học sinh nam tôi học tôi phải phát biểu ý kiến nhưng em nói không đi bài tôi đứng đi nhanh sao em không đi bài chờ cho bị kiệt để bị xảy tôi gọi em chỉ được hoàn chỉnh em nói em không đi bài sao em không sẽ ngày mai được em hãy đi em hãy đi một ngày nhiều ngày sau những giáo viên của môn khác cũng thẳng lời tôi về em rằng em không học bài không biết giải bài đặc biệt hơn em còn ngồi gây gỗ nói chuyện được gây gỗ nói chuyện với những bạn không được tôi bắt đầu lời khó về em phải biết rằng em tên là gì ở tân nam hiện tại bố mẹ em là cái gì và em đang sống được với bao nhiêu người tiệc sinh hoạt của tiệc sau tiệc sinh hoạt của lần đầu tiên tôi để tôi gọi em đứng phản nói chuyện. Em à, em đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ lắm mới cho năm học, rồi dùng cho năm học mới chưa? Có khó khăn gì nữa không em? Em trả lời, dạ đúng rồi cô à. Tôi nói tiếp, cô thấy em có năng lực học cụ thể, nhưng nhiều ngày qua, nhiều giáo viên tiên bộ môn đã phản ảnh với cô rằng em ngồi học không ghi bài, lại còn nói chuyện gây gỗ với những bạn cả trong lớp. Em vẫn cứ im lặng. Tôi nói tiếp, em à, tương lai của em còn đang ở phía trước. Nếu em không cố gắng học tập thì sẽ không khác gì những người một số người ở nhà quanh năm dầm mưa dãi nắng. Sau khi đã ly hôn, bố không cho em gặp mẹ. Em còn nhớ rất rõ.
Buổi tan học của trường mầm non ngày hôm đó, mẹ đi tìm em. Nhìn thấy mẹ, em thấy hạnh phúc vô cùng. Đặc biệt hơn khi được ôm mẹ vào trong lòng, em dường như đã quên tất cả và cảm thấy là vui. Khi mẹ trao bộ áo quần mới trong tay em, là lúc đó bố em xuất hiện với nét mặt giận dữ. Bố lại đến mẹ, tại nạt em và lúc bộ áo quần mẹ cho xuống giường. Tôi khóc, em khóc, tôi ôm em vào lòng. Sau một thời gian trấn tĩnh, tôi nói tiếp. Em à, em đừng nên trách bố, cũng nên đừng nên trách mẹ, bởi vì do bố mẹ khi đến với nhau mà không. Con tìm hiểu kỹ, nên khi sống với nhau, không hợp nhau thường xảy ra xô xát. Và cũng tin chắc rằng có lẽ bố mẹ của em đã vì em mà cố gắng chịu đựng. Nhưng bởi vì sức chịu đựng của người con người có hạn và dẫn đến kết quả là thường xảy ra xô xát. Nhưng em hãy mở rộng tấm lòng của mình ra, bởi vì xung quanh em, bởi vì còn có một số bạn may mắn hơn em khi sinh ra, vẫn một số bạn còn. Nhưng em hãy cởi mở tấm lòng của em ra, bởi vì em còn may mắn hơn một số bạn xung quanh. Những bạn đó khi sinh ra đã không có bố có mẹ, không biết bố mẹ mình là ai, thậm chí chỉ biết rằng mình sinh ra đã được đặt đến tấm cổng của những ngôi chùa, những ngôi nhà thờ và được cả ni cô và tu sĩ nhận vào nuôi. Thậm chí có một số người khi sinh ra còn nhỏ cũng rơi vào tình trạng là bố mất, mẹ mất, không được chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng họ đã cố gắng vượt lên hoàn cảnh, họ đã trau dồi bản thân, rèn luyện để mở cánh cổng tương lai của mình. Họ đã trở thành những doanh nhân, những nhà giáo viên. Đừng đánh mất tương lai của mình em nhé. Em im lặng không nói gì hết. Tôi cũng im lặng. Từ ngày hôm đó em đã học hành tiến bộ hơn. Qua tìm hiểu của một số giáo viên bộ môn, tôi biết rằng em đã bắt đầu có cố gắng nghị lực để vươn lên để học tập. Nhưng tôi biết do bỏ lỡ một số thời gian nên kiến thức của em đã bị hỏng. Và tôi cũng biết rằng em thích học môn toán của tôi bằng những gì bài tập trên lớp. Khi em làm được bài, tôi động viên em bằng cách cho em điểm cuối. Tôi khuyến khích em khen em được lớp sau những bài làm hoàn chỉnh. Ngoài ra, tôi còn cử một em học sinh giỏi trong lớp vừa cạnh em để bạn đó kèm đọc em, giúp em trong học tập. Và tiến bộ của em càng ngày càng rõ rệt, đặc biệt là sáng đầu học kỳ 2, em đã đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến. Tôi mừng cho em, bởi vì một học sinh của tôi đã biết vươn lên hoàn cảnh để cố gắng trong học tập. Đến đầu năm lớp 7, em được làm nhóm trưởng của một nhóm học ở nhà. Đặc biệt hơn, em còn giúp đỡ các bạn, hướng dẫn các bạn học tập thêm. Vào buổi học phụ huynh đầu năm học hôm đó, nhiều phụ huynh đã khen em một lời. Lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Có lẽ cậu học trò nhỏ của tôi đã biết xác định đúng mục tiêu và mục tiêu của việc học và xác định được con đường tương lai của mình. Các bạn à, có những nỗi đau trong lòng, có những vết thương trong lòng, có những vết thương tuy đã lành nhưng vẫn để lại sẹo. Tuy nhiên có những vết thương lòng giúp ta có thể đứng vững trên, giúp ta đứng vững trong cuộc sống này. Cậu học trò nhỏ của tôi đã dựa trên vết thương lòng đó để vươn lên trong học tập. Và qua câu chuyện này, tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm hơn và cảm thấy tự tin hơn trong công tác chủ nhiệm của mình. Qua nhiều năm giảng dạy, tôi nhận thấy rằng bằng tình thương và bằng trách nhiệm của mình, chúng ta sẽ giúp đỡ rèn luyện các em của mình học tập tốt hơn. Và tôi cũng ra được một kết luận rằng tôi phải cố gắng, nỗ lực không ngừng.